Đó là màn trình diễn vô cùng dễ thương của đội trưởng Thanh Duy, thí sinh Duy Kiêm Ngố, với sự hỗ trợ của vũ đoàn Power và hai nghệ sĩ lồng tiếng Huỳnh Thiện Trung và Hoài Thương. Wow. Chúng ta có thể thấy là có nguyên một biệt đội để có thể hỗ trợ cho phần trình diễn của Duy Khiêm Ngố và đội trưởng Thanh Duy. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì chúng ta lại còn được gặp hai nghệ sĩ lồng tiếng trực tiếp cho bộ phim này ở Việt Nam, đúng không ạ? Anh Trung ơi, anh có thể nói một cái câu gì đó nghe thấy là biết là trai em liền được không ạ? Bây giờ mình làm chung một đoạn luôn đi. À, làm chung một đoạn luôn, được, được, được ạ. Nobita, cậu mau đưa cuốn truyện tranh cho mình, nhanh lên. Giúp em ơi, giúp mình với, cho em rồi chứ. Mình đã nói rồi, cái gì của cậu cũng là của mình, còn cái gì của mình cũng là của mình, biết chưa? Dạ em, cậu không được làm như vậy. Cậu hãy nhìn xuống dưới đi. Giám khảo Quy Tuấn thần kỳ và giám khảo Nguyễn Ái Phong thần kỳ đang nhìn cậu kìa. À, mình sợ quá. Wow. Quá hay luôn. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn sự hỗ trợ của anh Thiện Trung và chị Hoài Thương, cũng như là vũ đoàn Power đã dành cho Duy Khiêm Ngố và Thanh Duy ạ. Bye bye Shizuka-chan. Bye bye Chayenne Khan. Bye bye Shikuchan. Yeah.